Tổng quan của Photoshop ngày hôm qua, tôi đã nói cho các bạn tìm hiểu trên màn hình của chúng ta. Để ôn lại những vấn đề đó, tôi cũng nói lại một lần nữa để chúng ta có dịp nắm bắt lại một lần nữa. Tôi nói nhanh, các bạn chú ý theo dõi, bởi vì cái việc này những cái video trước đã có nói. Đầu tiên là menu bar, các bạn thấy mouse di chuyển tới đâu thì đó là những cái thành phần nằm ở trên menu, đó là menu bar. File edit, image, layer, type, select, filter, 3D, view, window, help. Đó là những cái tên của những cái menu bar. Khi mình lít vô thì nó sẽ sổ ra những cái công việc, những cái tác vụ mà mình muốn thực hiện. Đó là thanh menu bar. Khi các bạn đưa mouse vào trong thanh menu bar thì nó sẽ show lên cho các bạn biết. Cái đó là cái option bar. Option bar thì khi bạn dùng một cái tool nào trong bảng bảng tool bảng công cụ này thì cái phần option bar này nó sẽ hiện ra theo mỗi cái tính năng của cái công cụ đó cần thiết. Ví dụ như drop tool thì nó sẽ show cho các bạn đây là cái dimensional, và cái dimension là cái dimension cái cỡ ảnh cái cỡ ảnh mà các bạn muốn, bao nhiêu inch và cái resolution là cái độ phân giải bao nhiêu, thì nó sẽ show ra tất cả cho các bạn biết. Thí dụ như bạn dùng cái Healing Red Tool, Spot Healing Red Tool này sẽ hiện ra cho các bạn những cái tính năng khác. Những cái tính năng của Healing Red Tool nó nằm trong đây, có đầy đủ. Đi xuống đây thì phần ba chấm này các bạn hôm qua tôi cũng đã nói các bạn video trước tôi cũng đã nói với các bạn, dưới cái phần ba chấm này là tất cả là đang nói về màu sắc. Đây phần màu sắc, phần color. Đây là phần đây là phần là gọi là quick mask. Quick mask là có nghĩa là tạo ra một cái mặt nạ nhanh. Đây gọi là phần quick mask. Đây nó được màu đỏ đây. Bấm thoát quick mask, bấm bấm nhiều chữ Q. Đây là những cái màn hình làm cho màn hình lớn lên, hoặc là full screen. Bạn cũng có thể dùng phím short key, phím tắt bằng chữ S và phím tab. Các bạn cũng có thể mở cho nó rộng màn hình lên để cho cái vùng làm việc của mình rộng lớn lên. Vùng làm việc mình rộng lớn lên, mình dùng control cộng mình có thể tăng lớn lên, và mình dùng control trừ để mình giảm nhỏ lại. Mình cũng có thể kết hợp theo phím control và space bar và thanh thanh bar đó, mình cũng có thể kèm thêm dấu cộng trên con mouse. Trên mouse đổi thành dấu cộng, bạn có thể tăng, hoặc là trên app space bar thành dấu trừ, bạn có thể zoom in zoom out cái ảnh. Nó có nhiều cái cách để cho mình zoom in zoom out cái ảnh. Tôi trở lại cái màn hình ban đầu. Các bạn thấy tôi trở lại màn hình ban đầu. Khi mình không có cần phải dùng hết màn hình thì mình trở lại màn hình ban đầu. Kế bên tay phải của tôi thì hôm qua tôi đã có nói rồi, các bạn color, bạn watch. Bạn watch là những cái màu sắc mà như mặc định chọn lựa, mặc nhiên chọn lựa sẵn đó, thì chúng ta dùng cho nó dễ dàng. Chúng ta không phải cần tìm ở trong cái bảng màu sắc, chúng ta không phải cân chỉnh hoặc là lựa theo bảng màu sắc, tùy theo cái cách dùng. Layer channel các bạn đã nắm bắt. Path là một cái đường vẽ
không có pixel trên đó, không có pixel trên đó, bát là một đường vẽ nhưng mà không phải là đóng khung, không phải là selection, bát chỉ là một cái đường vẽ trên một bức cảnh. Ví dụ bạn dùng pen tool thì bạn tạo ra một cái đường vẽ trên một cái khung ảnh thì nó tạo nên một cái quạt bát, quạt bát là một cái đường vẽ. Rồi từ cái đường vẽ đó các bạn mới chuyển nó trở thành selection, nó sẽ thành một cái vùng chọn, nó thành đi bát là một cái đường, một cái đường vẽ thôi. À, tôi bỏ cái này, mình tôi chỉ muốn nói thêm tại hôm qua tôi thiếu cái phần này. Kế đến property adjustment rồi này kia thì tất cả những cái phần chỉnh điều chỉnh màu sắc thì các bạn sẽ tìm hiểu sau đó. Đây là phần về chữ nghĩa, về font chữ, về độ rộng hẹp của chữ, độ cao thấp của chữ, độ giãn nở của chữ. Mình cũng có thể là dùng cái chữ nó là in hoặc là nghiêng hoặc là chữ chữ đầu in, ví dụ như vậy. Ok, tất cả những môn này các bạn sẽ tìm hiểu sau, những cái bài sau tôi cũng sẽ hướng dẫn luôn. Bây giờ một cái bài hôm nay để trả lời vấn đề, hôm nay tôi hướng dẫn bạn một cái phần mà thật sự ra nếu mà mình không nói thì mình sẽ quên. Bởi vì tất cả chúng ta khi học Photoshop rồi chúng ta không có để ý tới phần đó, nhưng mà phần đó lại giúp cho người làm nhiếp ảnh rất là nhiều trong công việc của họ. Nhưng mà thật sự ra chúng ta chỉ vào rồi chúng ta chấm sửa một tấm ảnh nào đó, rồi chúng ta chọn ảnh hoặc là chúng ta làm một cái gì đó, lắp ghép tất cả một cái gì đó, nhưng mà chúng ta quên rằng quản lý ảnh cũng là một vấn đề rất là quan trọng trong bộ môn Photoshop. Nếu mà chúng ta không quản lý ảnh giỏi, không có thể là lựa chọn ảnh giỏi, thì khi mình đi chụp một cái đám tiệc hoặc là một cái đám cưới hoặc là một cái đám sinh nhật gì đó cho một người bạn, một gia đình nào đó hoặc là một người khách nào đó, thì chúng ta sẽ rất là khó khăn khi quản lý cái số lượng ảnh chúng ta mang về, và chúng ta phải vất vả với nó. Ví dụ như tôi chụp cái size ở trong máy của tôi là nó tới 20-30, nhưng mà cái ảnh tôi muốn giao cho khách của chúng tôi, của tôi chỉ cần 10-15 thôi hoặc 13-18 thôi. Thì thật sự ra thì các bạn nên nhớ rằng là ảnh digital đúng sai thì rửa mới đẹp, dư sai rửa cũng không đó đẹp, mà cái sai nó nhỏ hơn rửa cũng không đẹp luôn. Nó thành đi sai nào thì mình rửa theo sai nấy, cái đó là đúng như yêu cầu của ảnh. Mình có thể là đau ráy, có nghĩa là mình làm giảm giá trị. Thí dụ như tấm ảnh mình có thể là 20-25, mình có thể lại rửa lại 15-21, nhưng mà mình rửa 5-7, không phải, sorry các bạn, mình rửa 13-18 thì tấm ảnh nó đã bị khó chịu rồi, bởi vì cái độ mịn của ảnh, bởi vì độ chen kẽ của cái pixel nó làm cho tấm ảnh nó gây cho các bạn khó chịu. Nếu mà không để ý thì nó cũng bị sai luôn cái cả cái màu sắc. Nếu mà những cái tấm ảnh mà lớn mà các bạn đem ra rửa nhỏ, hoặc là những tấm ảnh nhỏ các bạn đem rửa lớn lên. Ok, nói tới đây thì tôi trở lại vấn đề của tôi muốn hướng dẫn các bạn hôm nay. Đó là cái vấn đề gì? Cái phần trong nhiếp ảnh bây giờ, ngày xưa thì nó nằm chung, bây giờ nó cũng vẫn nằm chung, nhưng mà thật sự nó là hai phần riêng biệt đó các bạn. Đó là RAW in RIG. RAW in RIG là một cái phần rất là quan trọng. Tại vì sao? Tại vì cái RIG này là một cái cầu nối giữa một cái folder ảnh để mở ra, để lựa chọn để mở ra trong Photoshop. Ví dụ ở đây tôi có một cái folder ảnh
khoảng cái chừng khoảng cái chừng vài cũng khoảng cái chừng 100 ảnh, 57 đây, đây folder 57 này thì nó có khoảng cái chừng khoảng cái chừng mấy chục ảnh thôi. Đây mình đọc ra được cái số đó là bao nhiêu ảnh, 41 ảnh. Thế thì tôi muốn lựa chọn 41 cái ảnh này, tôi muốn lựa chọn, tôi chỉ muốn lấy 5 đến 7 ảnh hoặc đến 10 ảnh trong cái số 41 ảnh này rồi. Thì chúng tôi phải làm sao? Đó. Thật sự khi chúng ta làm, chúng ta để ý là cái bản review bên này các bạn, cái này nó không phải là mặc định thì review nó nằm bên này, content nó nằm bên này. Đó. Nhưng mà vì tôi muốn thay đổi cái cách nhìn của mình, tôi cho review ra riêng một trang. Các bạn có thể nắm cái review, bạn kéo riêng ra một trang và bạn cho cái phần content là cái phần nội dung, bạn cho qua một góc một bên. Thì bạn chọn ảnh nào thì cái phần review nó sẽ làm lớn lên cho các bạn. Bạn chọn bất cứ một ảnh nào trong này thì cái phần review nó sẽ show lớn lên để cho bạn nhìn cho nó dễ. Một bên là chứa đựng những ảnh trong folder, trong cái nơi chứa của nó, và một bên là mở ảnh rất là lớn ra cho các bạn nhìn để mà lựa chọn cho nó rõ ràng. Các bạn cũng có thể dùng phím dùng mouse để ngay mặt trái các bạn lên thì nó sẽ cho các bạn nhìn cái độ rõ của bức ảnh, cái chi tiết nằm trên ảnh đó, để cho các bạn dò theo, để các bạn tìm tìm hiểu bức ảnh này nó có nét, có chi tiết hay không. Bạn muốn tắt thì các bạn phải bấm vô dấu X. Ví dụ tôi chọn bức ảnh của em bé này, để tôi muốn cho nó có chỉnh chu hay không, nó có nét, có detail tốt hay không, để tôi phóng max, tôi phóng lớn, thì tôi phải cần nhìn qua cái kính lúp từ Photoshop có sẵn, tôi dùng để tôi nhìn. Tại vì hồi xưa tôi phải dùng lúp thì bây giờ tôi không có cần dùng cái lúp nữa. Tôi có sẵn một cái lúp tự động của cái phần Adobe Brick. Adobe Brick tạo cho chúng ta được những cái phần tiện dụng. Ví dụ như tôi chọn một tấm ảnh khác nữa, ví dụ như tấm ảnh này, thì tôi cũng có thể dùng Adobe Brick để tôi nhìn tất cả những detail trên ảnh, thử coi nó có bị thiếu chi tiết hay hoặc là bị non chi tiết hay hoặc là nó không có đúng, nó không có đẹp. Khi phóng lớn rất là quan trọng các bạn. Khi phóng lớn rất là quan trọng, bởi vì chúng ta không có nhìn kỹ thì khi phóng lớn chúng ta sẽ nhiều khi tấm ảnh nó không vừa ý. Trở lại công việc, như lúc nãy tôi đã nói, trong 41 ảnh này chúng ta chỉ chọn lấy 5 ảnh, để 5 đến 7 ảnh để chúng ta loại ra những cái bức ảnh nào chúng ta không cần thiết. Thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta mà ngồi lựa từng tấm như vậy đó thì nó thật là lâu các bạn. Mình phải chọn tấm này rồi rất là lâu các bạn, mà các bạn không có so sánh được nữa, nó làm cho chúng ta rất là lẫn lộn. Bởi vì một loạt ảnh, những ảnh giống nhau nó làm cho lẫn lộn. Thay vì bây giờ chúng ta có một cái cách để chúng ta chọn lựa nhưng mà không lẫn lộn. Lần đầu tiên thì các bạn highlight tất cả các ảnh nằm trong folder có sẵn, chứa trong folder. Bên góc trái màn hình các bạn vào Window, vào Tool, nó có chữ Tool, có chữ S các bạn, Tool có chữ S. Các bạn click xuống, thì khi bạn các bạn click xuống thì các bạn sẽ thấy cái chữ Photoshop. Từ cái phụ chữ Photoshop đó các bạn kéo ra, các bạn sẽ thấy tất cả những cái vấn đề nằm ở trong này. Sorry các bạn,
Tôi muốn hướng dẫn các bạn xem chứ, mình phải xem trước chứ, mình phải lựa trước chứ. Tôi wrong các bạn, sorry các bạn. Xem trước, đây có những cái cách để mà xem, ví dụ như full screen review, mà chúng ta đánh space, chúng ta có full screen review, chúng ta click vào, chúng ta đánh space, chúng ta có full screen review, bạn thấy không? Full screen review, nhưng mà lại từng tấm các bạn. Các bạn click vô, các bạn bấm thì nó ra từng tấm để các bạn review. Cũng rất là tốt. Rồi các bạn lại space bar, rồi các bạn lại review, cũng rất là tốt, cũng dễ cho các bạn làm, cũng lựa, cũng y giống như là công việc của mình làm. Các bạn cũng có thể click lên ảnh, nó sẽ cho các bạn nhìn rõ hơn, nó full màn hình, hoặc các bạn cũng có thể cộng trừ, hoặc là có thể là dùng paper để trả lại màn hình. Cách khác nữa là chúng ta muốn xem 41 hình, 41 bức ảnh này cùng một loạt theo series, để chúng ta lựa ra ảnh 5 đến 7 ảnh chúng ta dùng. Mời các bạn vô view, vô các bạn cũng có thể dùng slideshow option, nhưng cái đó không chọn được, mình chỉ nhìn xem thôi. Cái chọn là bạn dùng review mode. Review mode rất quan trọng các bạn, nếu không có cái review mode này chúng ta lựa ảnh rất là chậm. Bạn chọn vô review mode, mình control V. Các bạn khi các bạn bấm vô review mode thì cái mode review nó sẽ hiện ra trên màn hình, các bạn cứ kéo theo ảnh nào bạn thích thì bạn lấy. Bạn này, tấm này, tôi có tấm này, tấm này, tấm này giống nhau, tôi bỏ bớt một tấm, tấm này khóc. Tấm này tôi thấy khóc xấu quá, tôi bỏ, tôi kéo xuống đây là tôi bỏ nha các bạn. Tôi lấy tấm này dễ thương quá, tôi lấy tấm này. Tôi bỏ, tôi không thích tấm này, tôi lấy tấm này, tôi lấy tấm này. Tôi cũng không thích tấm này. Tôi không thích tấm này, tôi thích tấm này, tôi không thích tấm này các bạn. Tôi có quyền lựa chọn cái nào tôi thích thì tôi kéo qua, cái này nó sai màu, và cái nào không, cái này tôi thích, cái này tôi không thích. Thì cái nào các bạn thích là các bạn cứ giữ, và cái nào các bạn không thích là các bạn cứ bỏ xuống. Có nghĩa là mình bỏ xuống là mình không chọn các bạn, chứ không phải là mất tấm ảnh đi. Mình bỏ xuống là mình không chọn tấm ảnh đó, mình bỏ xuống, mình bỏ nó vô, mình giấu nó vô là mình không chọn nó, chứ không phải là mình xóa tấm ảnh, không có nghĩa là xóa tấm ảnh. Sau khi tôi chọn những cái tấm ảnh tôi vừa ý như thế này thì sau khi tôi chọn những tấm ảnh mà vừa ý của bộ ảnh tôi cần đó, tôi chọn được những cái tấm ảnh tôi vừa ý, bỏ tấm này, tôi lấy tấm này, tấm này tôi bỏ tấm này, ok, tôi bỏ tấm này, ok, thế tôi được bộ ảnh, gom gọn lại bộ ảnh với cái cách của tôi. Tôi thích tấm này, thì bây giờ tôi chỉ cần dùng Escape. Escape các bạn, tôi dùng Escape là các bạn đã thấy tôi chọn ở trên này gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 ảnh. Tôi đang chọn tới 16 ảnh là các bạn, thay vì tôi chọn có 5, 6 ảnh nhưng mà nó rất là khó. Tôi chọn 16 ảnh. Tôi muốn nói ra đây bằng cái cách này để chi? Để cho các bạn dễ nhận biết là cái review mode này nó giúp cho các bạn lựa ảnh rất là dễ dàng trực tiếp trên màn hình. Các bạn nhìn ảnh nó rất là lớn bởi vì các bạn lựa chọn rất là dễ màu sắc, kể cả chi tiết, kể cả những cái ảnh mà nó giống nhau,
các bạn cũng dễ chọn ra những cái ảnh nào nó quý. Đó. Cái đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai, chúng tôi muốn lựa chọn những cái ảnh này rồi xong rồi tôi muốn di chuyển nó vô một cái nơi chúng tôi cất nó, chứ không là chúng ta lại quên nó bằng cách là tôi lít bao phải vào một cái khung nào đó. Ở đây nó có chữ, một là mu tu, là có nghĩa là nó trích từ trong 41 ảnh này ra, nó chỉ lấy 16 ảnh thôi. Cái thứ hai là nó copy từ trong 41 ảnh này ra, chỉ cần lấy 16 ảnh thôi. Để làm đi, tôi muốn dùng mu tu, còn những phần còn lại tôi không muốn để riêng, tôi muốn nó nằm y nguyên đó. Và tôi chọn cái mu tool để tôi chọn 16 ảnh nó ra riêng một cái folder khác, tại vì cái đó là folder tôi chọn. Thế tôi chọn folder nào? Tôi chọn folder. Thế tôi chọn folder thì tôi phải đặt tên cái folder đó để tôi nhớ. Các bạn thấy tôi đừng chọn ra ngoài màn hình, tôi chọn ra desktop và tôi make một cái new folder. Cậu bé này tên là John. John Paul, nam nhân 7, tương đương với 13-18 của Việt Nam, thưa các bạn. Thế thì sau khi tôi chọn xong thì 16 tấm ảnh ở trên màn ảnh đã đi theo cái folder tôi đã chọn. Để tôi kiểm tra lại lần nữa, có phải giống như vậy không? Tôi vào desktop, tôi vào John Paul 57 thì tôi thấy 16 tấm ảnh như lúc trước tôi đã chọn, như lúc nãy tôi đã chọn. Các bạn thấy đây là 16 tấm ảnh tôi đã chọn. Cái đó là điều kiện thứ tìm hiểu về thứ nhất về Adobe Rig. Adobe Rig giúp cho chúng ta làm như vậy, hoặc chúng ta cũng có thể dùng Adobe Rig chúng ta chọn lựa bằng màu sắc. Ví dụ như tôi sọt cái ảnh này, tôi có thể từ Adobe Rig tôi có thể mở qua bên Photoshop, tôi có thể vô tôi open with Photoshop, tôi có thể open camera raw, tôi có thể làm tất cả những việc tôi cần thiết. Có một việc rất quan trọng tôi muốn giúp các bạn tìm hiểu thêm về cái phần chúng ta không có để ý cái phần lựa ảnh, còn một cái cách lựa ảnh khác